Xin mời cụ Nguyễn Văn Đôi, xin trân trọng kính mời. Lên tí nào. Trân trọng cảm ơn hai cụ. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, thưa quý khách thập phương, chương trình khai mạc lễ hội truyền thống Quần Anh năm 2024 tại trung tâm di tích lịch sử văn hóa quốc gia Cầu Ói, chùa Lương, đền thờ Thủy Tổ đến đây đã hoàn thành nội dung. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các ông bà lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp, các đoàn đại biểu về dự lễ khai mạc, di chuyển về đền thờ Thủy Tổ, thực hiện nghi lễ dâng hương. Xin trân trọng kính mời. Cô. Là ngôi nhà di sản. Các bộ phận mang kiệu, chúng ta mang kiệu về khu vực mà chúng ta đã nhận kiệu sáng nay, là ngôi nhà di sản. Và sau đây là các chương trình văn hóa văn nghệ tại khu vực trung tâm. Xin mời lên sân khấu là đội nhạc đồng của giáo xứ Cồn Vẽ. Xin mời đội nhạc đồng lên sân khấu. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với trung tâm nghệ thuật Sêu Nam JNT. Hôm nay mình trở lại với chuyên mục du lịch và lễ hội. Các bạn đang ở trong lễ hội chùa Lương hay còn gọi là lễ hội Quần Anh. Có địa điểm này xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Sáng ngày 14 tháng 3 âm lịch năm 2024 Giáp Thìn. Các bạn đang thưởng thức lễ khai mạc lễ hội chùa Lương hay còn gọi là lễ hội Quần Anh, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu. Các bạn đang xem phần 2, các bạn hãy trở lại với phần 1 ở trong kênh mình đã đăng để xem phần 1 lễ rước kiệu, truyền thống sáng ngày 14. Sau đội nhạc đồng biểu diễn thì đội sư tử chúng ta ở dưới sân là chúng ta chuẩn bị. Đội sư tử ở dưới sân là chúng ta chuẩn bị. Dân vũ chúng ta chưa tổ chức, khi lúc nào có thông báo đấy. Mang chiêng là giữa sân. Sau đội kèn. Các bạn, lễ rước kiệu đã hoàn thành và họ đang rước kiệu về địa điểm cơ sở của mình các bạn. Bây giờ lễ khai mạc vẫn đang được tiếp tục. Thái độ sư tử họ đang về này. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý khách thập phương xa gần, trong chương trình lễ hội năm nay, đội kèn đồng của giáo xứ Cồn Vẽ đã về phục vụ với lễ hội. Hôm nay đội sẽ phục vụ 3 bản nhạc. Bản nhạc thứ nhất là tổ khúc diễu hành, sáng tác nhạc sĩ Văn Cao, do nhạc trưởng thầy giáo Nguyễn Văn Khuê chỉ huy. Đề nghị quý vị cho một tràng vỗ tay. Bài thứ ba, Phật giáo Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Phùng Minh Hạ, do nhạc trưởng thầy giáo Nguyễn Văn Quê chỉ huy. lễ khai mạc lễ hội truyền thống Quần Anh hay còn gọi là lễ hội chùa Lương xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định sáng ngày 14 tháng 3 âm lịch 2024 năm thìn. Thay mặt cho ban tổ chức xin chân thành cảm ơn Hội Kèn Đồng của giáo xứ Cồn Vẽ và đặc biệt cảm ơn nhạc trưởng thầy giáo Nguyễn Văn Quê. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Mời tiểu đoàn chúng ta khởi trương. Mời đội sư tử chúng ta dàn quân. Đội sư tử chúng ta, đội phụ nữ chúng ta. Sau đây là chương trình biểu diễn sư tử của giáo họ Nam Cường xin được bắt đầu. Mời đội chống nữ Hải Hà chúng ta dàn đội hình trên sân khấu. Trực tiếp lễ khai mạc truyền thống Quần Anh năm 2024 tức lễ hội chùa Lương. Các bạn đang thưởng thức tiết mục múa sư tử khai mạc lễ hội. Họ nước đi đâu đấy ạ? À? Họ nước đi đâu đấy ạ? À? Ra ngoài đền Thủy Tổ à? À đây. Các bạn họ nước ra đền Thủy Tổ các bạn ạ. À đi vòng quanh. Đền Thủy Tổ tức là đền chính của chùa. Xin chân thành cảm ơn tiết mục biểu diễn sư tử của hội sư tử giáo họ Nam Cường, xin chân thành cảm ơn. Và sau đây trên sân khấu là biểu diễn chống nữ đến từ xã Hải Hà, mời quý vị cho một tràng vỗ tay. Và sau đây ban tổ chức xin mời một vị đại biểu đại diện cho hội chống nữ Hải Hà nên dẫn chương trình, xin trân trọng kính mời. Tiếp mục tiếp theo là hội chống nữ Hải Hà. Hải Hậu Nam Định biểu diễn lễ hội dàn trống các bạn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các quý vị chức sắc đại đức tăng ni Phật tử và quý khách thập phương nhân dân về dự lễ hội truyền thống chùa đền Quần Anh, xã Hải Anh. Kính thưa ban tổ chức lễ hội, rất vinh dự cho câu lạc bộ chống lữ Thăng Long, xã Hải Hà được vinh dự về dự lễ hội truyền thống kỷ niệm 539 năm Thủy Tổ khai cơ đất Quần Anh. Kính thưa lễ hội, bộ môn nghệ thuật chống hội Thăng Long là loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc, gắn với hoạt động văn hóa tâm linh của người Việt. Cất muôn ơi, vang vòng suốt ngàn năm văn hiến, chống hội Thăng Long niềm mong ước, đất nước đẹp giàu mãi rạng rỡ. Nào chị em hãy nổi chống lên. Anh của Hải Hậu, Nam Định năm 2024 Giáp Thìn. Các bạn đang trở lại với phần 2. Thay mặt cho câu lạc bộ, trân trọng cảm ơn sự theo dõi và cổ vũ của các quý vị cùng toàn thể nhân dân. Xin mời câu lạc bộ về vị trí và tiếp tục dự chương trình lễ hội. Sau đây là chương trình dân vũ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Sài Anh xin được bắt đầu với 150 hội viên đến từ các chi hội trong toàn xã về biểu diễn chương trình dân vũ trong buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây xin mời chị em chúng ta xếp đội hình. Thưa các bạn, tiếp theo tiết mục là tiết mục dân vũ của xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, hội phụ nữ xã Hải Anh, huyện Hải Hậu. Các bạn đã trở lại phần 1. Mình sẽ đăng lễ rước kiệu ngày sáng ngày hôm nay, ngày 14 tháng 3 năm 2024 Giáp Thìn, với lễ hội rước kiệu truyền thống. Các bạn đừng quên lễ 16 tháng 3, tức là 2 ngày nữa các bạn sẽ thưởng thức lễ hội truyền thống xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, với lễ hội rước kiệu cổ truyền với chiều dài là 2 km rước quanh chùa Lương các bạn nhé. Các bạn đã trở lại vào phần thứ 3, phần sau. Và ngày 16 tháng 4 các bạn hãy trở lại với chuỗi clip tiếp theo. Mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan xung quanh quang cảnh chùa Lương, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định trong nhân dịp lễ hội Quần Anh, tức là lễ hội chùa Lương năm 2024 Giáp Thìn. Các bạn hãy trở lại phần sau. Sau đây chương trình biểu diễn của Hội Dân Vũ xã Hải Anh xin được bắt đầu. thành cảm ơn các chị em đến từ các chi hội phụ nữ trong toàn xã. Và lễ hội năm sau cũng được sự ủng hộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Sài Anh về đồng diễn thể dục dân vũ. Một lần nữa ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các chị em, xin kính chúc các chị em luôn luôn mạnh khỏe, sinh, gia đình, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Các bạn vừa thưởng thức xong lễ khai mạc lễ hội Quần Anh, tức là lễ hội chùa Lương, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định năm 2024 Giáp Thìn. Các bạn vừa xem phần 2 lễ khai mạc. Các bạn hãy chuyển sang clip tiếp theo, clip thứ 3. Phần 3, mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan quang cảnh xung quanh chùa Lương, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu có những gì, di tích gì đặc biệt và khung cảnh đẹp như nào. Các bạn hãy trở lại phần 3 để mình sẽ dẫn các bạn đi thăm xung quanh khung cảnh chùa Lương các bạn nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ JNT nghệ thuật và sống của Trung tâm Nghệ thuật Sêu Nam để tiếp tục theo dõi những chương trình nghệ thuật đặc sắc cũng như là du lịch và lễ hội, mỹ thuật và âm nhạc sẽ đăng lên kênh các bạn nhé. Hẹn lại với các bạn vào phần 3 lễ hội truyền thống Quần Anh, tức lễ hội chùa Lương, Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định.